Khổ à, nói hoài sẽ tội nghiệp em. Mọi người cứ nghĩ rằng là nếu như mà em xin lỗi mà họ được mà được họ tha đó thì em mới làm, em đâu phải cái đứa mà cũng mới nói tức thì mới giải thích xong rồi chị lại vào sao chị lại hỏi em quá. Chẳng lẽ là cứ 5 phút em lại phải quay xe, 5 phút em lại phải giải thích một lần, khổ lắm. Em thì bây giờ chị An em cũng đã làm hết của em, cũng 500 đơn, 1000 đơn chứ không ít. Nói chung là người ta mạnh, cứ đợi thêm một thời gian nữa rồi, tại vì thật sự là nó cũng đang nằm trong giai đoạn mà xử lý. Đơn chuyển lên BC thì BC chuyển qua quận 3, thì bây giờ phải đợi quận 3 người ta xử lý, rồi người ta sẽ có câu trả lời, chứ bây giờ em cũng không biết phải trả lời với mọi người như thế nào. Cầm theo 10 triệu mời họ nhậu, này được ạ. Và xin lỗi khóc lóc các kiểu. Em cảm ơn chị Tani Lu nha. Em vô video của chị Tani Lu em bình luận hoài luôn, không thấy chị trả lời em. Em hờn chị rồi. Mà con người hay nha. Bình thường thì chúng ta sẽ thể hiện được khoảng chừng 30%, 40% con người của mình ở ngoài xã hội thôi. Mình sẽ thể hiện được khoảng tầm đó thôi. Còn bản chất thật của chúng ta thì chúng ta thường sẽ che giấu nó đi. Trong cái việc từ thiện vừa rồi nó cũng vậy đó. Thật chúng ta giấu đi. Bên cạnh đó cũng rất là nhiều người rất là cũng để phục họ. Họ làm họ chẳng cần nói gì hết. Họ chẳng cần nói gì với ai cả. Nhưng mà cuối cùng là khi mình sệt ra thì những người đó người ta cũng chỉnh. Có một cái quan điểm như thế này nè, cô chú anh chị mình nghe thử nha. Ác mờm nhưng tâm tốt. Tức là cái miệng, không biết là trong cuộc sống mọi người có bao giờ gặp một cái dạng người là cái miệng lúc nào cũng dữ đó, chắc chỗ dữ người kia. Nhưng mà khi gặp bất kỳ một vấn đề gì bất cập trong xã hội á, thì người ta lại là người ta giúp một cách vô tư, vô tâm. Mọi người cô chú mình có ai thấy người này chưa? Tức là bình thường tính nóng như là Trương Phi gì đó, đụng chuyện là chửi dữ lắm. Nhưng mà trong làng, trong xã, ví dụ như là có người ma chay hoặc là bệnh hoạn thì họ sẽ âm thầm họ gửi tiền, họ gửi nhiều nha. Người chết là có thể họ cho 20-30 triệu, hoặc là ví dụ như người mà tai nạn này nọ kia là họ âm thầm họ cho 50 triệu, bởi vì họ không nói ai hết á. Chỉ có là những người trong gia đình mà được giúp đỡ đó, rồi họ âm thầm họ đồn ra ngoài thôi. Chứ bản thân những người giúp thì họ chưa bao giờ họ tự họ nói hết. Cô chú mình có bao giờ thấy cái người như vậy chưa? Nhưng mà có cái là cái miệng hỗn lắm, cái miệng hỗn cực kỳ luôn. Trái ý một cái là chửi liền, trái ý chặt ra một cái là chửi bóp bóp liền đó. Nam đã từng gặp người như vậy, hai vợ chồng luôn, vợ cũng vậy mà chồng cũng vậy. Chồng thì miệng thì nói tao chả bao giờ tao làm được thiện cho ai, ông nói thẳng luôn. Có nhiều người biết nhà ông có tiền á, có điều kiện á, là đến nhà ông rồi xin giúp đỡ hoặc là mượn tiền, không bao giờ ông cho ai mượn 1000, không bao giờ cho mượn. Nhưng mà khi thấy hoàn cảnh cơ nhỡ là ông sẽ âm thầm ông cho tiền. Ví dụ như nha, khi ông mất, ông mới mất đây thôi mọi người, ông mất cách đây khoảng hơn 1 tháng thôi, thì những người mà ngày xưa được hàm ơn ông á, người ta đến. Cô chú mình cứ tưởng tượng một cái đám ma, thì thường là mình sẽ thuê một cái ông thầy tụng hoặc là một cái đội tụng riết trong 2-3 ngày. Nhưng riêng đám ma của ông là tới 4-5 đội tụng luôn, 4-5 đội tụng, và người ta đến người ta tụng miễn phí. Là đến là trước khi mà tụng á, là cái người trưởng đó, cái ni trưởng hoặc là cái sư trưởng á, người ta sẽ nói là rất là buồn thương tiếc, thành kính và mưu đối với gia đình, vì cái chú này nè, là cái chú đó không phải là Phật tử, nhưng trong những năm vừa qua là giúp đỡ chùa rất là nhiều, xây bao nhiêu là cái nền gạch, rồi cất bao nhiêu cái cốc, rồi hỗ trợ bao nhiêu cái Phật sự trong chùa. Nhưng mà ông chưa bao giờ ông quy y, hay chưa? Mà tới 4-5 chùa về làm cái việc đó, rồi tới chủ tịch ủy ban này nọ kia đến, cũng cái lúc mà thắp hương là cũng nói luôn là trong khoảng thời gian bao nhiêu năm đó, là hàng năm chú này đã giúp bao nhiêu phần học bổng, rồi đó là nhiêu chiếc xe đạp. Trời ơi, mình dự mình đáng mà mình thấy mình xúc động. Bản thân ông nóng tính lắm, ông cực kỳ nóng tính, sống cũng
gọi là cũng có máu mặt ở xã hội đó, cũng cái dạng là cũng có máu mặt đó. Nhưng mà bình thường ai đến mượn tiền thì không cho, làm ăn thì có, cho vay thì được, lấy lãi không có cho không ai hết. Nhưng mà âm thầm đi làm từ thiện như vậy đó. Bà vợ cũng y vậy luôn, miệng cũng dữ dằn lắm, trật ý một cái là chửi binh 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 liền. Mà khi nghe ngoài đường là có người bị tai nạn không có tiền nhập viện, hoặc là có người mới mất có tiền đưa về quê, là âm thầm chứ không có phải cầm tiền chạy đến rồi quay phim, không có. Bà làm từ thiện là bà đưa tiền cho mấy đến là âm thầm đưa là được, không cần phải nói tên. Đà Nam gặp một gia đình như vậy luôn đó. Không biết là mọi người có bao giờ xung quanh chúng ta có thấy những cái cô chú như vậy chưa? Đó, xứng đáng. Có thể là họ không quen nói những lời hoa mỹ, họ không quen nói những cái lời mà nó đẹp, nhưng cái tâm họ rất là đẹp. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở đó đó. Mình cái đó mình nhìn cái góc nhìn của mỗi người mỗi khác. Người thì thích nghe ngọt, cho nên gặp cái người mà họ hay chửi thì là bắt đầu ghét họ. Thật sự là mình nhìn vô cái câu chuyện mình thương những người đó. Thô nhìn thật đúng chính xác. Thô nhìn thật. Dạ em chào chị Diệu Nhân nha. Bây giờ mình nói lên mà mình cho là đúng thì cũng như họ nói lên cái điều họ cho là đúng. Nhưng mà người ta sự thật nó chỉ có một cái thôi. Đó, sự thật nó chỉ có một cái duy nhất. Cái na ná đó thì nhiều. Công ty cấp cho em cái phòng mới này, lắp cái máy lạnh lạnh qua xịt mũi luôn rồi. Mà khi họ chửi đúng hết. Và cũng em theo em thấy thì cũng đúng một phần thôi. Tại vì có thể cái việc đó có nhiều cách xử lý, có thể nhẹ nhàng hơn chút. Do bản tính họ nóng, họ chửi ghê lắm. Ai mà không có quen tính cách của họ mà thấy họ chửi là cũng sợ. Nhưng mà thật sự là họ mau quên lắm mọi người. Đó, họ mau quên lắm. Cái người mà nóng tính, họ bụp, họ chửi xong. Cái người bị chửi có khi chưa tin thì cái người chửi họ quên mất tiêu rồi. Họ quên luôn rồi. Xịt. Dạ thì nói chung là những cái người đó xung quanh chúng ta mà xã hội người nào cũng có đó. Người nào cũng có người làm một và hô lên 10, có người làm 10 hô lên 100, cũng có người họ làm rồi họ giấu đi, họ sợ người ta biết, không có sao hết. Đó mới là xã hội, sẽ không có một cái người nào mà gọi là tốt hoàn hảo, cũng không có một cái người nào mà nó ác độc, gọi là cùng hung cực ác. Cô chú mình ơi, có anh chị nào đang xài cái này giống Nam không? Chỉ cho Nam xài với nha, cái này chỉ cho Nam xài với. Nam mua cái này về xong rồi Nam đeo lên, Nam nói chuyện là rất nhiều cô chú nói là không có nghe, cho nên là tới giờ là Nam mua thêm một cái nữa, cái nhỏ này. Cái này thì lại nhỏ xíu vậy nè thì lại xài hay nè. À, cái này thì thấy là nghe âm thanh ok. Còn cái cô chắc này sao mà gắn vô rồi là mọi người là Nam ơi nhỏ lắm không nghe. Nam ơi không nghe bực ghê. Em cảm ơn chị Trang nha. Người ta là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mọi người cứ gặp nhau mà có sự tương đồng về tư duy là tự nhiên là mình mến nhau. Cũng như bây giờ mọi người đang yêu Hồng Loan, thì bây giờ trong cái câu chuyện của nhà Hồng Loan thì khi bàn về chúng ta thấy có những cái điểm tương đồng mà chúng ta quý nhau. Tôi cũng thích vậy, chính tôi cũng làm âm âm thầm tôi. Thì mới là khi chúng ta đang nói về một cái vấn đề gì đó mà chúng ta có cái tương đồng về tư duy, tự nhiên chúng ta sẽ quý nhau. Chúng ta quý nhau thì những người có cái thước đo, cái nền tảng tư duy khác mình thì họ sẽ khác. Đó, họ sẽ khác. Rồi mình nói ra nó chói tai họ liền. Cũng như họ nói ra thì nó chói tai mình, không thể nào mà mình cùng chung chí hướng với họ được. Thì Nam thấy cái chuyện đó nó cũng bình thường, không sao cả. Đó mới là xã hội. Ở gần nhà chị có ông 8 năm nay gần 60 tuổi, ông hay chửi. Nếu thấy một mình nhưng ông thấy ai khổ thì giúp. Những người đó là vui đó. Những người đó chơi với mấy chú đó vui.
hay chữ thề nữa, nói lớp bớp vậy đó, nhưng mà thật sự là người ta không có ác, người ta không có ác miệng ác mồm. Thôi kệ không sao đâu cô Bảy ơi, bây giờ miệng của tụi nó, cái miệng đó mà tụi nó nói vẫn like hàng ngày ở đây mà, nói chung Nam vẫn like hàng ngày ở đây chứ đâu phải Nam trốn đi đâu đâu mà lo. Còn dù họ nói gì thì họ nói, quay xe quay lưng gì đơn giản thế sao, chỉ có trẻ con mới tin, trẻ con mới tin biết gì mà qua mà xin lỗi. Nếu như vô tình Nam, nếu như vô tình Nam mà dính thốt với họ, vô tình mà bị họ nắm nắm thốt mà Nam xin lỗi và họ tha cho Nam thì chắc Nam cũng sẽ xin lỗi. Còn nếu như xác định được rằng là chúng ta đang ở thế đối đầu và chỉ có một bên được quyền sống thôi thì bắt gì. Cho nên là mọi người đã nghe Nam tháng mấy nay mà nghĩ rằng Nam mới xe thì mọi người cũng nên suy nghĩ lại. Sao mà có chuyện đó, mọi người không có biết rằng Nam mướn đến mức độ. Nếu như Nam với mẹ Nam mà ở hai suy nghĩ khác nhau, nếu như Nam với mẹ Nam thì quan điểm của Nam Nam giữ, và quan điểm của mẹ Nam giữ, không có trường hợp mà Nam nghe mẹ Nam đâu, cho mọi người biết như vậy thì ở đó mà kêu mà xin lỗi. Không phải là Nam bất hiếu, nhưng rõ ràng trong cái câu chuyện này Nam kể cho mọi người nghe hồi năm ngoái, có năm ngoái năm kia gì đó, trong cái drama của bên bên Thiền Am á, Nam á thì là Nam đứng về việc chỉ trích cái Thiền Am đó, nhưng mà mẹ Nam thì người lớn suốt ngày coi mấy cái kịch nhỏ nhỏ của mấy đứa nhỏ đó, rồi thương đứa nhỏ rồi cái là thích cái chùa đó luôn. Mà mình nói mẹ đâu có tin đâu, mình nói trời ơi cái chùa đó là cái động quỷ. Mẹ mẹ Nam thì nói trời ơi sao con nói vậy được, người ta tu hành mấy đứa nhỏ mồ côi nó dễ thương muốn chết luôn rồi, tại sao con nói vậy? Nhưng mà con nói cái nhận định của con coi cái thông tin con nhìn vô con biết được rằng đây là cái nơi là cái động quỷ, nhưng mà hai mẹ con mẹ vẫn minh bên đó thôi, làm sao mà thay đổi được đó bây giờ. Kệ nó đi mọi người, tao nói hơi mình không đếm xỉa gì tới đó, nó chán nó đi. Bây giờ tập cái tính của cô chú dạy Nam đó, đối với những người nào mà Nam mà không thích thì cứ kệ đó, nó vô nó bình luận 5-7 cái mình không có đếm xỉa gì tới, là tự chán, nó tự chán nó rút lui, khỏi phải cần mà suy nghĩ gì hết. Vấn đề ngắt déo họ quay gia đình Diễm My ai cần vô. Nói chung trong cái câu chuyện đó tới bây giờ nó có nhiều cái bí ẩn quá. Riêng cái câu chuyện của Thiện thì Nam nói thật luôn, tới nay quá nhiều cái bí ẩn mà Nam không có lời giải đáp. Thời đại ngày xưa cái chuyện mà mình mất tích người thì có thể là do này do kia rồi, mà thời bây giờ mà kêu một người mà mất tích không có lý do, không tìm ra được một cái manh mối gì thì đúng là đáng sợ thật. Hay thật á, rõ ràng cái thời điểm đó là Nam còn nhớ hoài là vừa dịch giả đồ xong rồi, là lúc đầu là còn thấy bây giờ đó là còn xuống đọc, còn là mấy cái video quy y đồ các kiểu nào đùng cái mất tích một cách bí ẩn, không thể nào mà mình tưởng tượng được là trong cái thời đại hiện đại như bây giờ mà một người có thể biến mất hoàn toàn không có một dấu vết. Hay thật là bây giờ Nam không hiểu. À anh Minh đang trong live của Nam à, em gửi lời chào với vợ chồng nha. Hôm qua vô phiên live anh chị bán đồ chào quá trời chào luôn, không thấy anh chị trả lời. chào anh Minh, chào anh Minh quá trời luôn mà không thấy trả lời. Dạ mình hỏi đi ạ. User 907. Dạ em cảm ơn chị Lê Ngọc. À Nguyễn Hoàng Kiệt. Em chào An Giang nha. An Giang cũng là một trong những cái vùng đất mà em thích lắm. Người An Giang có nhiều nhiều đồ ăn ngon.
Con chào Ngọc My, chào Phương Trần nha. Tới giờ có nhiều cái trong cái vụ án thì Nam tới giờ đã không thể hiểu được. Nam tin rằng cơ quan điều tra đã làm đúng, tại vì vẫn còn một bộ phận là người ta tin tưởng rằng là Thiện Am là bị oan. Nhưng mà nếu góc độ chúng ta nhìn cảm tính đó, tức là góc độ chúng ta nhìn cảm và lý tính, chúng ta sẽ thấy được rằng những người trong cái nhà đó là họ có cái gương mặt na ná nhau, họ giống giống nhau. Nam tin rằng họ có huyết thống. Rồi sau đó cơ quan điều tra người ta đã công bố các cái gọi là những cái chứng cứ khoa học rồi, thì chúng ta lại càng tin tưởng về điều đó. Không thể nào mà mình đổ lên cái vấn đề là một cái gia đình như vậy mà chúng ta lại tin vô cái việc là nhà nước hại họ. Sẽ không có chuyện đó, sẽ không có là như vậy đâu. Nhìn vô là mình thấy có một cái gì đó nó không có bình thường đó. Mà họ kêu gọi từ thiện cũng ác lắm rồi nha. Trong khoảng thời gian ngắn số tiền họ có nhiều lắm, xe cộ, điện thoại di động, lo xịn xịn không à. Có ai đi tu mà như vậy đâu. Giống một cái gia đình lợi dụng lòng tốt, lòng thương của những người mà không có chứng kiến để trục lợi. Rồi anh Minh nói đi. Sư tư vấn giúp mình là một người ăn vô đạo đức, vô ơn với cha nuôi, hãm hại em gái mình thì có tội không? Thực tế mà nói tới thời điểm này thì đối với pháp luật thì người ta khoát. Đối với pháp luật của anh Minh thì có thể người ta không có tội. Nhưng mà đối với đạo đức, đối với nhân tâm thì họ đang trả giá đó. Rõ ràng là họ đang trả giá đó. Thấy cách họ thể hiện trong những ngày vừa qua đó, thật sự là họ đang cố gắng rất nhiều. Anh cứ nhìn vô đi, anh thấy là họ đang cố gắng rất nhiều để họ tìm cách họ đánh bóng hoặc là họ dằn dực lại cái tên tuổi của họ. Nhưng họ càng làm, nhìn thấy họ càng kềnh cỡm, càng khó chịu. À, những cái người họ yêu họ thì em nghĩ là cũng có thôi, tại vì ai cũng sẽ có một cái lượng khán giả riêng của họ mà. Nhưng nhìn vào đó thấy cái nguồn năng lượng tích cực của họ xưa nó không còn. Cũng y như cái cô hoa hậu đó, thời điểm trước đó, khi mà Phước còn thì họ nói cái gì nó cũng lướt qua hết. Tại vì cả một cái quá trình chứ không phải nó một ngày một bữa, nó đã diễn ra trong một cái quá trình rất là dài mà họ vượt qua hết. Nhưng gần đây các anh thấy không, đó cái chuyện họ ăn uống không mà người ta cũng ghét đó. Người ta ăn uống thôi đó, cái chuyện ăn uống thôi đó mà người ta cũng đem lên người ta mổ xẻ được, người ta ghét được, thì rõ ràng phước họ hết rồi. Thì về pháp luật có thể là không có trừng trị được, không có cái chế tài nào đó đối với họ về mặt pháp luật. Nhưng mà về mặt đạo đức thì rõ ràng là họ thua rồi. Họ càng làm họ càng thua. Trong câu chuyện này có thể họ lấy tiền, họ làm những cái việc đó, mong rằng họ giật lại được một chút hình ảnh của mình. Nhưng Nam nhìn vô đó, Nam chỉ thấy tiền của họ sẽ càng càng hết. Tiền của họ sẽ càng ngày càng hết. Nhưng cái hình ảnh cũng như là cái sự yêu thương của mọi người dành cho họ thì nó sẽ không còn được như xưa, không bao giờ còn được như xưa. Mà em nói rồi, không khéo họ là quả của nhau đó. Tức là một đôi họ đến với nhau thì người ta gọi là lương duyên hay là nghiệt duyên. Thì Nam nói đây là một nghiệt duyên. Đây là một nghiệt duyên. Và khả năng cao là chị Hoa hậu là khôn 3 năm, khôn 30 năm mà dạy trong vòng có giờ này đó. Chị ấy sẽ bị bào không còn cái gì hết. Nam không ngờ trên thế gian này lại có một cái... Ngày xưa là nghệ sĩ người ta kính tiếng đúng không? Đôi khi là được đó là khán giả yêu thương. Họ âm thầm, họ giúp đỡ, họ cho tiền, ví dụ vậy. Hoặc là trong các vấn đề về thiện nguyện ấy, người ta cũng là nhờ nghệ sĩ đứng ra để làm. Thì mình mới biết là giữa mình với nghệ sĩ là ở một cái khoảng cách nó xa xa nhau. Nhưng gần đây ấy, thì em thấy được là trong những năm gần đây ấy, công nghệ nó phát triển cũng như là các cái mạng truyền thông nó phát triển, thì cái người nghệ sĩ với cái khán giả của mình sẽ gần nhau hơn. Thì thật sự luôn Nam chưa thấy người nghệ sĩ nào không vậy. Cảm giác như là giống như là một cái người đi giống như thợ mỏ vậy mọi người. Mọi người biết thợ mỏ không? Thợ mỏ ở trên Quảng Ninh thì khả năng rất cao nàng công chúa này sẽ phải tán gia bại sản với cái đội ngũ đó. Nhìn vô thấy không có cái gì mà mình cảm thông được cả. Cái cách mà đối xử với em của họ như vậy thì cái việc mà họ phải trả thì chuyện nó bình thường.
Đó, mọi người nghe Nam nói chậm chậm, mọi người nghe coi Nam nói đúng. Một trong cái mối lương duyên này, người ta nói là nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là lương duyên là một cái mối tình đẹp, hoặc là nghiệt duyên, thì Nam nói đây là nghiệt duyên. Đó, đây sẽ là một nghiệt duyên, sẽ làm cho nàng công chúa sẽ tán gia bại sản. Rồi cộng thêm cái đám lâu la, cái đám lâu la mà anh Minh hay nói đó. Cái đám lâu la nhận lương lên chửi thuê đó. Anh khoái ông Minh ghê. Ông Minh đâu, ông ấy chửi cũng nỉ miệng lắm chứ không giỡn đâu. Bình thường nếu mà cãi lộn là em sẽ không bao giờ cãi lại Kim Ngân, em khẳng định luôn. Cỡ như anh Minh lên nó thì còn kiếm được cái đó cho em, mà em chạy nó hơi nó chửi em tắt điện luôn. Em chào Khang Phạm nha. Thì đó, mọi người nhìn vô đi, với cái băng, với cái đội ngũ đó, với cái đội hình như vậy thì có là sẽ tốn hao về kinh tế. Nghệ sĩ mà xưa giờ có làm được gì ngoài hát đâu, đúng không? Nghệ sĩ thì trước giờ chỉ hát thôi. Nếu như trong tương lai khán giả họ không yêu thương, không có show diễn thì đâu ra. Mà giọng thứ nghệ sĩ họ xài ác lắm mọi người. Ví dụ như mình bình thường 5 triệu, 3 triệu là mình xài một tháng đi. Nghệ sĩ thì 5, 3 triệu họ xài một ngày đó, mọi người tin không? Mà bây giờ ngày xưa thì được yêu thương thì là họ đi đến những nơi sang trọng, tiền bạc họ rủng ra rủng rỉnh. Bây giờ xô chậu nó không còn thì phải bỏ tiền túi ra, thì núi nó cũng lỡ đó. Em xin Lê. Cho nên trong câu chuyện này á, mọi người nhìn vô là Nam thấy cái chữ nghiệp duyên ở đó rồi. Thêm một bầy lâu la nữa, trời ơi, những bầy lâu la đó như cái đoàn tàu há mồm á. Bây giờ cho nó ăn đầy đủ thì mọi thứ sẽ ok, nó tấn bốc. Một khi mà không cho ăn được rồi thì nó quay ra nó cắn thôi. Tại vì bản chất nó là như vậy, Nam nói nó không có ngại luôn. Tại vì trước giờ là nó cũng đã cắn nhiều người rồi. Quay ra nó táp người này, nó táp người kia, thì cái chuyện nó kia là nó táp nàng công chúa thì chuyện nó bình thường đó. Còn như mình đi có bên lề, mình có đi có lề phải, mình đi lề phải hoặc là trái, mình đi lề trái, mình đi có lề thì có thể là mình sẽ đi chậm, sẽ không được sự quan tâm của nhiều bên, nhưng cơ bản là mình an toàn. Đang cảm thấy mình an toàn là được. Đấy. An toàn là được giờ. Bây giờ bản thân mình còn đi kiếm ăn từng bữa, mà đi từ thiện hô hào này nói kia thì thôi, cho Nam xin break them. Làm gì mà nghỉ giữa buổi vậy Tê? Có time break đó. Mình cũng phải có bánh ngọt. Ngày xưa em hay làm event. Ngày xưa suốt ngày theo mấy cái chương trình event thích làm. Cũng ca sĩ cũng mời nghệ sĩ cũng lên kế hoạch. Nghệ sĩ họ sống hay lắm. Ban ngày họ sẽ ngủ tới 2 3 giờ chiều. Họ ngủ tới 3 4 giờ chiều luôn, xong rồi bắt đầu cái họ dậy, họ đánh răng rửa mặt, họ make up xong tới 5 6 giờ chiều là bắt đầu họ làm. Họ đi diễn cho tới khoảng 11 12 giờ đêm gì đó là họ sáng, không biết có nhiều nghệ sĩ vậy đó. Hôm nay mới được đẹp trai, mấy bữa trước nhìn lúa quá, nay mới có được cái giọng hồi nó cũng được. Tính ra là sáng nay là định lên ngồi tư vấn pháp lý cho mọi người mà cũng rơm rã thôi, phải vậy lắm, lưới thời sự thôi. Luật sư nghĩ như thế nào khi người anh công khai đi cùng với những kẻ chửi mình đã từng tuyên bố sẽ thay ba bảo vệ? Đấy, câu hỏi của anh Minh rất là hay nha. Anh Minh anh hỏi câu này rất là hay. Nó thể hiện cái bản chất của cái con người. Nó thể hiện cái bản chất của cái con người đó, đặc biệt là cái người âm đó. Đó. Bộc lộ ra rõ luôn. Người ta nói là đạo bất đồng là bất tương di môn. Tức là chúng ta không cùng đạo với nhau, là chúng ta không đi cùng một cánh cửa. Trong khi đây là đang là những người công kích em mình, chửi em mình,
phân tích rõ tí xíu nữa, nói trắng ra luôn. Sáng nay Nam có coi được một cái đoạn video nói rằng là chồng tôi là hát hay này nọ kia các nọ, chồng tôi có giọng hát là không ai có thể bắt chước được, không ai có thể nào mà thay thế làm khen. Thì Nam nhắc lại luôn cái câu chuyện này là chính nghệ sĩ Long kể. Nam nói là Nam không có bịa, nói là phải có dẫn chứng chứ không có công mà mọi người Nam dẫn chứng. Thì cách đây khoảng mấy chục năm về trước đó, khi đổ anh hai này chỉ khoảng 12, 13, 14 tuổi gì đó, thì có cái đam mê về hát. Chính nghệ sĩ Bạch Long là người đã tìm ra, đã khám phá ra cái người nghệ sĩ này, nghệ sĩ ưu tú này. Nhưng là vì anh ta hát giống nghệ sĩ, cố nghệ sĩ Vũ Lực đó, có cái cách ngã chữ, có cái cách nói chuyện, có cái cách là cái âm vực về cơ bản là có cái nét tương đồng. Sau đó cố sĩ Vũ đỡ đầu. Mọi người biết rằng quan trọng lắm. Chúng ta để ý ca sĩ Việt Nam á, trong những năm gần đây á, có thể hát không hay nhưng giọng hát đặc biệt thì sẽ tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Ví dụ như anh Đàm Vĩnh Hưng, trong những năm vừa qua ít nhất cũng phải 5, 7, 10 người hát giống anh ta. Tại sao tất cả những người giống anh đều không nổi tiếng? À, chỉ có một mình anh ta chứ. Mà có hàng ngàn những cái anh chị ca sĩ hát rất hay, học trường nhạc viện ra đàng hoàng, tại sao lại không được ăn cái chén cơm của tổ nghiệp? Tại vì nó phải có một cái nét riêng đó. Hoặc là phải có một cái người đầu. Và đặc biệt trong giới nghệ thuật này, không có người đỡ đầu thì không thể nào tồn tại được. Thì trước đây chúng ta thấy được bên cái lĩnh vực hài là có nghệ sĩ Hoài Linh đúng không? Thì bên cái lĩnh vực ca nhạc là có một vài ông bầu nổi tiếng, ví dụ như ông bầu Hoàng Tấn này. Thì trong giới cải lương thì cậu Năm hoặc là cô Tú Vũ Linh có thể gọi là cây đa, cây đề. Thì chỉ cần nghe cái danh con nuôi của ông ta thôi, của ông thôi, thì mặc nhiên là đã thành công một nửa rồi. Tất cả những cái cô đào, những cái người nghệ sĩ nữ mà ngày xưa từng hát với cậu đều nói rằng là mang ơn cậu. Mang ơn cậu vì nhờ hát chung với cậu mà mới có được cái danh như ngày hôm nay. Thì rõ ràng là cái ơn mà cố nghệ sĩ Vũ Linh cho cái ông anh hai này nó lớn như trời. Nam nói đến đây thì cô chú mình có công nhận là Nam nói đúng đó. Có phải rằng cố nghệ sĩ đã cho anh ta một cái bệ phóng mà to như trời không? Ơn này như ơn tái tạo đó mọi người. Cho anh ta có 40 năm hành nghề cho đến ngày hơn. Và đặc biệt đó là khi cố nghệ sĩ mất đi, thì có phải cái người thấy cái hình bóng của cố nghệ sĩ là anh ta hay không? Các cái vở diễn nếu như có dựng lại, hoặc là các cái chương trình cần có sự tri ân tưởng nhớ đến nghệ sĩ Vũ Linh, thì anh ta phải là người được ưu tiên đầu tiên hay không? Trời ơi, nó to sờ sờ đó, nó đùng đùng đó đó, ơn nghĩa nó như thế đó. Ông ta là tài năng chỗ nào? Nghe người nghe hát thì có phải là na ná 7-8 phần của cậu không? Nhưng mà cái nét giọng, cái quãng giọng của cậu nó vừa rộng, nó vừa trong, chứ không phải như ông anh hai này đâu. Nói gì nói thì là cái ơn nghĩa này anh hai không được quyền chối bỏ. Không được quyền chối bỏ luôn anh Minh. Chứ không phải cái cách mà bây giờ đứng về phía phe bên kia để mà hãm hại em mình. Nam chưa nói là hãm hại, nhưng ý đó là đứng về phía phe bên kia để tìm cách để làm tổn thương em mình. Đấy. Còn trong câu chuyện này nè, nuôi ruột đúng không? Tới giờ mọi người cũng đã thấy rồi. Ông cậu Nam ông mang Hồng Loan từ một cái đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, ông đem về ông nuôi, giao cho mẹ của mình nuôi. Trong khi bà nội ngày xưa là nghe đâu là khó lắm, cháu đâu phải là thiếu đâu mà mắc gì đi lụm con người ta, trong khi bản thân bà cũng 6-7 đứa con. Mọi người ấy, nếu như gia đình nào mà neo đơn đó, thì người ta không nói làm gì. Bản thân nhà cậu ngày xưa là 6-7 đứa con, thì cái việc mà nhận con nuôi mà không có máu mủ về nuôi là một cái điều khá là hi hữu. Nam không tin có chuyện đó. Bây giờ ông anh hai nghĩ sao mà ông đứng ra như anh Huấn đó, thật sự Nam phải nói làm sao, dùng từ mà nặng quá thì cũng không được, nhưng Nam cảm giác như hèn hạ quá. Cái kiểu là kẻ thù của kẻ thù là bạn á. Hai con người này hay ghê, Nam thấy hai con người này hay ghê. Nãy Nam có nói là đây là một cái nghiệp duyên. Và nếu như hai người mà bập dây của nhau chỗ này thì khả năng là nàng công chúa sẽ tán gia bại sản, sẽ nghèo, sẽ hết tiền vì hoàng tử này.
Nhưng mà nếu như trong trường hợp này thì khả năng luôn cả hai cùng kéo nhau, cả hai sẽ cùng kéo nhau xuống sình. Làm sao mà đối xử với em mình như vậy không được. Nó như vậy đó anh Minh. Nói chung là có nhiều cái góc nhìn của anh Minh Nam thấy hay quá. Ở đây có một cái khía cạnh, có một cái khía cạnh mà thường các streamer người ta né. Nhưng mà hôm nay thì Nam xin phép Nam nói sơ một chút xíu. Nam nói sơ một chút xíu. Thường thì rất nhiều YouTuber né, không có trực diện để phân tích về vấn đề này. Cho rằng á, cậu là một cái trong cái giới LGBT á, cậu sẽ nằm trong cái thế giới LGBT thì cậu không thể có con. Cái này Nam khẳng định với mọi người luôn nha, LGBT vẫn có con bình thường. Cái thời điểm của cậu, mọi người nhớ là ông sinh năm 1958, thì cái thời điểm đó những cái người ở cái thế giới thứ ba đó là bị kỳ thị kinh khủng lắm, không có được sống như bây giờ mà ra xã hội để được mà công nhận đâu. Thời đó là phải gần như là sống không biết là mình như thế nào luôn đó, tức là bản thân họ còn nghi ngờ cái giới tính của mình, không biết là như thế nào luôn. Thì thường những cái năm tháng đầu đời á, mà khi mà hình thành nên cái nhân cách của họ đó, thì họ vẫn nghĩ họ là đàn ông nha, họ vẫn nghĩ họ là đàn ông, họ vẫn yêu phụ nữ bình thường, họ vẫn gần gũi phụ nữ bình thường, cho đến khi một ngày đó và cái bản ngã trong của họ nó lớn hơn, thì lúc đó họ mới sống thật với con người của họ. Quê Nam rất là nhiều chú như vậy luôn. Như Nam là có ít nhất là 3 người bạn là con của những cái chú như thế. Họ vẫn có vợ, họ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Nhưng mà nhìn vô là mình biết cái chú đó là ở trong cái thế giới khác với một người bình thường. Cho nên ở đây là Nam muốn nói là mọi người nói là ổng là người ở trong cái thế giới LGBT thì làm sao có con. Thì Nam nói luôn, nên đặt vào cái vị thế cách đây khoảng 30 mấy 40 năm về trước. Ở cái thời điểm đó, một người đàn ông chưa có hình thành thật sự lên cái giới tính của mình, rồi sẽ có rất nhiều cái vấn đề phải tò mò. Thì cái chuyện mà những cái người mà họ yêu thương và mến mộ cũng y như chị công chúa bây giờ thôi, đúng không? Giống như công chúa bây giờ đó, biết chắc bên kia là vậy vẫn yêu nó thôi. Mà thử chạm vô coi đẻ không? Nó đẻ tới cái gì luôn chứ, đừng nói không đẻ. Cho nên cái góc như này Nam xin lỗi. Tại vì đôi lúc mình muốn rõ thì phải nhìn thẳng vô, nhìn thật vô cái chiều đó. Cô chủ mình nghe mà lỡ như có không thích cái đoạn này, có thể góp ý Nam nha. Dạ, nói chung đoạn này thì có nhiều người cũng né tránh, không muốn nói. Có khi là mình nói vô thì nó chạm vô cái riêng tư của họ. Thì thực sự là Nam cũng cân nhắc. Trong tương lai này thì Nam nói đó, tức là giai đoạn đó, đây 30-40 năm, một cái người ở thế giới thứ ba nó không được như bây giờ. Bây giờ thì mọi thứ nó đơn giản, chúng ta tôn trọng giới tính của nhau, chúng ta tôn trọng cái công việc của nhau. À, thì cái chuyện mà cách đây 30 năm, 40 năm thì không được như vậy. Ở quê hoặc là chúng ta đi học, đừng nói là 30-40 năm, ngay thời của Nam, 8X đời đầu, đi học mà trong lớp có một cái bạn nào đó mà nó không được bình thường, nó trắng tẻo hơn một chút xíu, hoặc là nó mềm mỏng, nó eo lá tí xíu là cũng đã nghèo nhỏ rồi. Chứ không phải như là cách đây mà thời của cậu đâu. Cái thời điểm đó bản thân họ cũng không nghĩ rằng họ ở trong cái thế giới đó, họ sẽ có một cái thời điểm mà họ sẽ gồng đó. Họ sẽ sống như người đàn ông, thì cái chuyện họ có con bình thường. Xung quanh Nam có những gia đình như thế, ở quê Nam luôn. Ở ngoài Phú Quốc Nam cũng thấy có một vài chú như vậy, là thầy hoàng có vợ có con, mà nhìn vô là mình biết, tại vì họ mềm mỏng hơn một người đàn ông. Còn bình thường như mọi người thấy Nam như thế này, không thấy Nam như thế này. Chứ là Nam cũng có nhiều bạn ở là cái thế giới LGBT, Nam có nhiều bạn. Nam mà dẹo một cái là mọi người nhìn tưởng là ở trong thế giới đó liền luôn. Nam dẹo cũng ghê lắm. Thực sự nói đúng, em cảm ơn Ngọc Đặng ạ. Anh chào chị Sương Ngô. Anh Minh còn ở đây không anh Minh? Dạ, em nhìn em cũng thấy Loan giống à. Đúng rồi đó Minh. Bây giờ thì mọi thứ nó đơn giản. Anh có cái giới tính của mình,
được quyền lựa chọn cái cách sống cho mình, chứ ngày xưa thì khó. Thì nó đâu xa đâu. Giờ mà thử công bằng tử mà thử ở với nhau coi, đẻ tới cái gì luôn, chứ đừng nói mà không đẻ nha, đẻ tới cái gì luôn đó. Công chúa với hoàng tử đó, nay nam gọi là công chúa với hoàng tử thì rất mềm không hả? Ngủ đi. Hồng Loan sinh năm 87 thì lúc đó nghệ sĩ cũng đã 33 tuổi rồi, 30 tuổi rồi, 29 tuổi, 58, 86, 87, 88, 29 tuổi. Dạ. Một ngày anh ấy lại kêu cùng giới thì anh ấy sống không? Cái này khó nói lắm. Thực sự luôn, cái này là Nam có một khoảng thời gian Nam nghiên cứu nha. Nam có một khoảng thời gian Nam nghiên cứu, nghiên cứu rất sâu. Tại vì Nam có từng khoe với cô chủ mình, Nam có học về tâm lý đó. Nam có học về tâm lý, rồi Nam cũng làm về pháp lý, về luật. Cho nên là Nam nghiên cứu sâu. Tại vì trong gia đình Nam có những cái trường hợp như vậy, thì khi mình càng tìm hiểu càng sâu thì mình càng thương hơn, mình càng thương họ. Tại vì thực tế mà nói, chúng ta ông trời sinh ra là xanh, đỏ là đỏ, thì bản chất chúng ta cũng đơn giản. Những người họ sinh ra mà họ không biết họ là ai, tội lắm. Mà những em trẻ bây giờ, cái là những thế hệ như Nam là 8X mà có con, tôn trọng mọi thứ của con. Nếu như con chọn lựa thì mình yêu thương, dù gì đó, hột gà, hột vịt hay là gì, nó cũng là người thân của mình, đúng không? Nhưng mà ngày xưa, thế hệ trước, khi mà sinh ra trong gia đình có một cái đứa con đó, nó bị lệch qua lệch lại vậy là cũng buồn lắm chứ. Thì Nam có nghiên cứu, Nam nghiên cứu, càng mình càng nghiên cứu, mình càng thương các em nó hơn đó mọi người. Thay vì một người bình thường, người ta chỉ cần bỏ ra chừng 10% công lực là người ta đã có thể đạt được cái vị trí đó, người ta đạt được cái bước tiến đó. Nhưng những em này nó phải cố gắng tới 20, 30, có khi 50, 100 lần như vậy luôn mà nó vẫn không được công nhận. Cho nên là cũng phải thương tụi nó. Ai cũng đáng quý, chúng ta cứ tạo ra được giá trị cho xã hội là quý, vậy thôi. Mà nó ác cái là tại sao bây giờ nó lại hơi nhiều. Nam chỉ lo lắng là tại sao bây giờ nó lại hơi nhiều. Chứ ngày xưa đó thì nó ít, đúng không? Ngày xưa thì mỗi làng, mỗi xóm một người, hai người. Nhưng mà bây giờ thì tại sao nó lại quá nhiều? Nam không hiểu là nó xuất phát từ đâu, từ ăn uống hay là từ cái định kiến xã hội, hay là từ cách giáo dục. Nam cũng không hiểu nguyên nhân đó. Tại vì ngày xưa rõ ràng cô chú mình thấy ít, đúng không? Bây giờ thì lại nhiều quá. Thì có đọc một cái bài báo cáo khoa học đó, thì nói là xu hướng phát triển chung của tất cả cộng đồng các sinh vật trên quả địa cầu này đó, sẽ có xu hướng đồng tính đó. Đó, đồng tính mới là cái tiến hóa đó. Tức là Nam có đọc một cái bài báo cũng khá hay á, một cái báo cáo khoa học đó. Tức là nam nữ, tức là giống được cái được tồn tại trong thiên nhiên, đó là cái điều hiển nhiên. Nhưng tại sao đó, là càng ngày càng nhiều có cái giới tính ở giữa, gọi là lưỡng tính. Thì trong cái chọn lọc tự nhiên đó, thì lưỡng tính là một trong những cái lựa chọn của tự nhiên. Thì có lẽ trong con người lưỡng tính cũng là đang là một cái bước phát triển. Thôi Nam đọc trong Nam cũng hết hồn á. Nam đọc đến đó là Nam hơi bị choáng á. Nhưng mà thôi, nói chung mình tôn trọng hết, giới tính nào cũng đáng người. À, ngày xưa chưa chấp nhận cho nên chưa lộ ra hết. Cũng là một cách nhận định. Chứ anh đọc cái bài mà báo mà anh thấy là xu hướng phát triển chung của đồng động vật sinh sống ở trên quả địa cầu này là cái xu hướng đồng tính. Nó sẽ là cái xu phát triển chọn lọc tự nhiên thì nghe cũng hơi choáng. Dạ, em chào chị Tiffany. Về Việt Nam đi, em dẫn chị đi du lịch. Có ba option cho chị. Đi theo cái chiều hướng hiện đại đến các thành phố phát triển thì chắc là chị không thích rồi, ở nước ngoài. Đi cấp độ thứ hai nhẹ nhàng là làm nông. Theo em về các cái vùng quê làm ruộng, làm nông. Còn cấp độ thứ ba nữa là đi thẳng là những cái nơi hoang vu để mà cắm trại sinh sống, đi ra đảo hoang. Nguyên nhân xem trên mạng, em nghĩ cái này nó cũng không đúng. Nếu mà nói là xem phim thì ảnh hưởng không đúng, tại cái này nó không phải là bệnh đâu. Có nhiều người cho rằng đây là một cái loại bệnh thì nó kia, nó có thể lây lan mà nó có thể di truyền. Thì Nam nói luôn, nó không phải bệnh cho mọi người. Thì các em nó bị bệnh, hoặc là những người ở trong thế giới LGBT là bị bệnh tội họ, không phải đâu. Bản chất là họ có cái xu hướng tính dục đồng giới, họ hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, tư duy họ cũng bình thường. Chỉ có một điều duy nhất là họ có cái xu hướng giới thôi đó. Họ chỉ có cảm giác, có xúc cảm với cái người đồng giới với họ. Nó không phải là bệnh đâu.
còn ai nói là ở chung với họ bị lây thì cũng không lây đâu. À, ai nói lây thì cũng không đúng nha, không có đúng đâu. Đúng, mình không nên phân biệt gì hết. Ở nhà cố nghệ sĩ chờ, đang chờ, đang thờ con trai. À, vậy là tức là cố nghệ sĩ ngày xưa cũng có một người con trai nữa, em cũng có nghe nói vấn đề đó. Lên sáng nay lên đây ngồi để mà tư vấn cho mọi người, nhưng mà cuối cùng bây giờ là lên từ đầu tới cuối cũng chưa tư vấn cho ai hết. Thôi không sao, sẵn đó là mình ngồi mình tâm sự luôn. Trưa nay thì Nam có hẹn một khách từ Bình Dương lên, rồi sau đó là 3 giờ Nam lại có một cuộc hẹn với khách nữa. À, mình cho rằng là họ khác thường thôi ạ, à, chị Chase. À, chứ họ bản thân họ không nghĩ họ khác thường đâu. Họ cũng vui vẻ mà, tôn trọng họ đi, nói chung là mình tôn trọng. À, luật sư vui lòng cho hỏi năm 2009 chị âm có mua đất đã đền bù hoa hồng, hoa màu như giấy chính, còn bản mô tô giờ có hay còn gì không? Thực tế là nếu mà chúng ta mua đất á, thì như anh trình bày thì chắc là mua giấy tay. Nếu mà mua giấy tay thì bây giờ mà muốn tìm thêm cái quyền lợi cho mình thì tìm lại cái người chủ cũ. Một là mình biết là một cái giấy tay mới, còn không thì dẫn người chủ cũ đến kiểm tra cái mục kê tài sản. Tài sản nó có cái lưu là cái mục kê. Là vì 2009 là nó đã qua năm 2006, 2007 rồi, thì cái mục kê nó vẫn là tên của cái người chủ cũ đó. À, hoa bị ngạn cho rằng là chúng ta ăn thịt heo bò và bị chích hóc môn nhiều. Chưa có một cái báo cáo khoa học nào về vấn đề này hết. Thì cũng có thể là một cái ý kiến, nhưng chưa có một cái báo cáo khoa học chính thống nào người ta đưa ra cả. Em cảm ơn chị Xuân Nguyễn nha. Sư ơi, chị có nghe được năm 90 chú có đem giấy xét nghiệm ADN đưa cho? Để trở thành tay chống chuyên nghiệp, tôi không ngại bất cứ khó khăn nào. Number one, tiếp năng lượng, bệnh đam mê. Cho bà Sáu, và từ đây ai nói tao đang không phải là con ruột của chú được chủ tự mặt. Cái thông tin em nghĩ không có đúng đâu chị Thị Nguyễn ơi. Những năm 90 mà để có cái xét nghiệm ADN nó khó lắm. Thời điểm đó là cái công nghệ ADN nó mới phát triển được có mấy năm đâu. Việt Nam làm gì đủ điều kiện để mà những năm 90 để cái cơm mà ăn no còn không có nữa. Điều kiện đâu để mà đi xét nghiệm cái đó, không có đâu nha. Em chơi với bà chị trong giới LGBT vẫn bình thường. Dạ đúng rồi, mình chơi với họ là bình thường chứ. Chỉ có những người họ không có tiếp cận rồi bắt đầu họ theo dệt mình thôi, chứ thực sự là chơi với những anh em ở trong cái thế giới LGBT thương lắm, vui lắm. Trời ơi, mọi người mà có điều kiện mà về nhà nào mọi người sẽ thấy được, vui lắm, đủ lắm. À, luật sư cho hỏi đất sổ chung, nhà sổ chung. À, thì ví dụ như giờ chị mua miếng đất đi, mà giờ chị cho Nam đứng tên chung lên trên đó, thì lúc đó cái miếng đất đó là sẽ là đất sổ chung đó. Em với chị đứng chung trên sổ, anh thì cũng vậy. Hai chị em mình đi mua đất rồi đó là tên chung trên sổ, thì cái đất là đất sổ chung. À không phải rồi, em hiểu rồi. Đất sổ chung, nhà sổ chung nó có thêm một cái trường hợp nữa. Tức là cái miếng đất đó nó rộng 150 mét vuông. Xong rồi người ta cất lên trên đó khoảng 4 căn nhà, 5 căn nhà, mỗi căn là khoảng 30-35 mét vuông. Thì tức là 4-5 căn nhà này nó chỉ có một cái sổ thôi. Thì người ta gọi là cái nhà sổ chung đó, 4-5 căn nhà, một sổ gọi là nhà sổ chung. Đó, nó như vậy đó. Còn cái kia gọi là chung sổ, 4-5 người đứng chung sổ. Mình nghĩ luật sư đừng có tách chuyện xã hội và tư vấn ra hai ly frame khác nhau, vì như thế sẽ mất hấp dẫn và mất view, vì nhiều người cần tư vấn và vẫn muốn trở lên. Em khổ tâm lắm mọi người, thật sự luôn á. Cũng muốn làm sao cho cái phiên live của mình nó đặc sắc, nó vui. Thì là đôi khi em tập trung vô vấn đề xã hội á, em nói nhiều quá, thì có cô chú cứ hỏi mà em không trả lời thì cũng tội. Cho nên em mới nghĩ là ban ngày em cố gắng em dành cái thời gian để mà em tư vấn. Tại vì thật sự nếu em tập trung vô tư vấn mà 100% thì cái chất lượng tư vấn của em nó mới có được. Chứ bây giờ mà đang nói chuyện trên trời dưới biển, đang nói tùm lum tùm la hết, cái hỏi câu cái
cái đầu mình nó đâu cũng không có sắp xếp kịp đó, nó mới có cái trường hợp như thế. Thì thôi thì đáng dung hòa, vừa tâm sự vừa nói chuyện vừa tư vấn, chứ thật sự giờ công việc em tháng 9 này nó cũng hơi vào trong tuần này nữa thôi, chứ qua tuần sau là em cũng nhiều rồi. Luật sư đâu phải là ngày nào cũng có việc đâu, cho nên là có nhiều người họ nói luật sư rảnh cũng đúng chứ không sai đâu. Luật sư không quá bận đâu, một luật sư làm 10 vụ là nghe cũng ghê rồi đó. Luật sư nào mà một năm theo 10 vụ là cũng ớn ăn rồi đó. Ở đây thì mình có doanh nghiệp cho nên là đôi khi nó nặng nề hơn một chút xíu, tại vì không phải một mình còn phải cố gắng để mình hỗ trợ cho các anh em nữa, cho nên đôi khi nó nam cũng lực. Em là con nuôi của chú à? Chị Tiffany á hả, là con nuôi của chú à? Hay nhờ. À, chị Tiffany đang ở đâu vậy? Thế thì chắc là biết rất là nhiều chuyện về chú nha. Rất là hân hạnh để cho em like, em theo dõi chị Tiffany nha. Tiffany là con nuôi của chú. Hay quá. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Rồi, rất hân hạnh khi biết em nha em. Em đứng về phe ai? Con nuôi của chú mà em đứng về phe ai? Đứng về phe anh hai hay đứng về phe... móng. Mẹ sang tên nhà đất cho con mà giờ mẹ đòi lấy lại, giờ đang thưa kiện, vậy có đòi được không em? Xác suất đòi lại được chỉ khoảng tầm 10-15% thôi. Ví dụ như trong trường hợp là trong quá trình tặng cho đó, bà có yêu cầu, có điều kiện, ví dụ như yêu cầu chị phải làm việc này việc kia, yêu cầu chị phải có hiếu, yêu cầu chị phải nuôi dưỡng, đại loại là tặng cho có điều kiện. Nhưng trong quá trình mà chị nhận tài sản xong rồi á, chị không thực hiện những cái yêu cầu đó thì bên đó người ta có cơ sở người ta đòi lại. Những cơ bản khó cho rồi mà, khó đòi lắm á. Từ trước đến giờ em chỉ có một lòng với ba Linh và chị Hồng Loan. Ok, chị cảm ơn em nha. Bên chị Hồng và ba Linh là Tiffany là ở Sài Gòn luôn hay sao em? Tức là em là nhận ba nuôi xong rồi là em có hoạt động nghệ thuật hay không? Sao lại lưu lạc bên Singapore rồi? Thằng Phan không thì đi ra, là có ai vô đây chửi em ra gì? Mình sư đừng muốn. Cảm ơn thằng Phan nha. Khổ ghê đó. Cầu chúc cho bạn và gia đình luôn luôn hạnh phúc, bình an, con cái học hành giỏi giang, cha mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh nha thằng Phan nha. Đấy, nghe lời tốt đẹp vậy có phải sướng hơn không? Không biết là chị Hằng với em ai lớn hơn thì thôi, cái gì cái cũng có duyên gặp nhau ở trên live của em. Em chúc chị sức khỏe, cho cha mẹ chị cũng vậy, sức khỏe dồi dào, các con thì khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Đấy, chúc nhau như thế có phải sướng hơn không? Gì vô đây thì chửi em làm gì, tội nghiệp em. Nhận em ở Bạc Liêu năm 2005. Ủa như vậy là Tiffany đây là bao nhiêu tuổi rồi em? 2005 là cũng đã là 20 năm rồi, và thời điểm đó là chắc cũng là nghệ sĩ trẻ đúng không? Là cùng thời với anh Lâm Hùng rồi đó. 2005 là lúc đó cũng là lứa anh Lâm Hùng. Thời điểm đó thì anh Lâm Hùng cũng người Bạc Liêu hay sao á? Oh yeah, như ngày xưa lúc đó em có 5 tuổi à? 10 tuổi, lúc đó khoảng 10 tuổi. Rồi, bạn sự là duyên đúng không em? Bố em có chứng nhận thương tật do chất độc hóa học là 62%. Vậy theo luật sư có được hoãn nghĩa vụ quân sự không? Về nguyên tắc nếu như bố em đang là có cái chứng nhận đó mà trong gia đình em mà có một mình em là con trai thì có khi em còn được miễn luôn đó. Em sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự luôn. Nhưng mà nếu như nhà em mà nhiều con trai thì khả năng em vẫn phải đi như thường. À, anh Lâm Hùng ở Kiên Giang. Anh Lâm Hùng có cái bài đừng ngại ngùng gì khi biết yêu anh em ơi đâu đã ai đã vương đòi mồi. Hai con